Vâng, trước khi đến với tiết mục của em ấy, thì em muốn nói cho mọi người là đây là một tiết mục em đã chuẩn bị, nếu mà tính ra là đã chuẩn bị trong suốt 3 năm vừa qua. Và ngày hôm nay em đã có cơ hội thể hiện nó, và đây là một màn dance K-pop liên hoàn tất cả những bài bài hát K-pop mà em biết. Và bây giờ sẽ là một loạt các bài em biết nhảy. Được một bài đúng không ạ? Hai bài luôn rồi ạ. Em chuẩn bị nhiều bài quá mà em mệt. Ôi, mấy bài rồi? 4 bài rồi.
mệt quá. Bài tiếp theo, một bài của Blackpink. Thank you.
ôi. Rất mệt nhưng mà cảm ơn.